Vâng, xin kính chào các bác và anh em. Trước mắt các bác và anh em đây là một con đâm ly của hãng Soli. Mã là đây, em đọc mã luôn cho các bác và anh em. Để cho các bác và anh em mức giá cực kỳ là tốt nhé. TA-AX220 nhé. 220. Tình trạng bao xin cho các bác và anh em nhé. Em bán đâm ly bãi Nhật ở toàn bộ 100% đều hàng zin nguyên bản, chưa qua sử dụng tại Việt Nam, thì các bác và anh em hoàn toàn yên tâm về mức độ zin, cam kết với các bác và anh em nhé. Đây, và em có tháo ốc sẵn rồi để lật cái mặt ở bên trong, các bác xem nội thất bên trong như thế nào nhé. Để điểm qua một chút về cái hình thức bên ngoài, như các bác và anh em thấy đây. Đây là nút nguồn, toàn bộ đây toàn chữ Nhật hết các bác và anh em nhé. Toàn bộ chữ Nhật hết nè các bác và anh em, chỉ cần nhìn qua em hướng dẫn đọc mấy cái thì các bác có thể nắm được hết nhé. Đây, nút nguồn này, cái này là nút nguồn. Đấy. Hai cầu AB. Đấy, cầu A, cầu B cho ra loa, ngõ ra loa. Đấy. Loudness ở đây. Đấy. Và ở đây tất cả thiết kế đây là cái chỉnh về âm sắc như bát, chép, cân bằng loa trái phải hoặc là volume đều thiết kế kiểu gạt các bác và anh em, thiết kế kiểu gạt đây, tăng giảm bát này, đấy, chép này, tăng giảm bát, tăng giảm bát này, đấy, theo kiểu gạt như này, gạt lên gạt xuống, đấy, giống như cái cần gạt ngày xưa, chép đây, đấy, rất dễ dùng, đấy, các bác gạt như này, đấy. Còn đây là cân bằng loa trái loa phải cũng gạt, đấy, cũng kiểu gạt ba len đây, đấy, volume đây, đấy, volume, đấy. Đấy. Còn hình thức bên ngoài thì mặt của nó mặt màu đen như này, thì các bạn em mặt thì nó vẫn còn đẹp như này, em cũng còn chưa lau kỹ đâu, các phải lau đi, mặt màu đen như này, đấy. Các bác và anh em nhìn đây. Về cái thiết kế bên ngoài nhìn đây là khá là đẹp và mức giá chỉ 950.000 thôi nhá. Em báo mức giá luôn ở thời điểm hiện tại cho các bác và anh em, con này giá 950.000 nhá. 950.000 các bác bán sắt vụn cũng sao đó nhá. Đây, đây là cái model sản phẩm đây. Integrated này, stereo amplifier TA AX 220. Đấy nhá. Để các chọn cổng vào đây, CD này. Đấy, các chọn cổng vào đây. Đấy. Còn đây là cổng phono. Phono dành cho đĩa than đấy các bác và anh em nhá. Đấy, mặt trước cái mặt của nó đây thì các bác và anh em xem đây vẫn còn nguyên cái lớp sơn của nó nhá. Đấy. Nó hơi có óng óng và kim tuyến một tí, các bác nhìn kỹ thì sẽ thấy cái lớp sơn của nó vẫn còn nguyên zin nhá, chưa qua ở đây. Đấy. Hơi bị xước xước một chút nhá, tất nhiên rồi, cái này thì không tránh khỏi rồi nhá. Đấy. Còn mặt sau đây, mặt sau để cho các bác và anh em xem. Đấy. Mặt sau đây là các ngõ vào các bác dùng CD hoặc những cổng còn lại đều được nhá. Đấy, ngõ vào. Còn đây là cổng follow. Đấy, mặt này của nó là mặt nào, thiết kế kiểu mặt màu bạc bạc, nó vẫn còn đẹp như này nhé, các bạn nhìn đây, màu bạc vẫn còn đẹp. Cầu loa, con này có hai cầu A và cầu B nhé, hai kênh A B. Đấy. Đây, Soli TA AX 2000 220. Đấy. Vẫn có số serie này, 203012 này, made in Japan nhé. Con này dùng điện 100V các bác và anh em nhé, toàn bộ dùng điện 100V. Công suất thì chỉ có 55W thôi nhé, công suất tiêu thụ 55W. Công suất tương đối vừa phải để các bác sử dụng một với một cặp loa bass 20, 25 này cũng được nhé. Đặc biệt là dòng loa độ nhảy cao. Đấy nhé. Đấy thì em sẽ bật nguồn thì các bác cùng xem thử xem. Đấy. Đấy. Đó, có đợi một xíu để em bật thì rồi. Đây. Đấy, công tắc nguồn này. Tắc nguồn này. Đấy thì em bật cái nhạc nhá. Để các bác anh em nghe. Đây. Từ lúc mình chưa cắm nguồn nhạc vào. Đấy. Cắm nguồn nhạc vào. À đấy, còn quên một cái bước nữa là tháo rồi các bác. Và anh em xem một cái nội thất bên trong. Cái u vừa nãy là do em là cắm cái dây AV đó và anh em, tại vì em vẫn đang bật âm ly. À, cái này thì chúng ta cũng để ý đây, em đang bật âm ly. À, trước đây chúng ta phải cắm cái dây AV vào trước, đấy cũng là cái. À, rồi sau đó chúng mình cứ bật lên. À, cắm vào tín hiệu vàng thì nó rất là hại cho loa, cho trường hợp chúng ta cắm rút dây tín hiệu hoặc dây loa mà chúng ta quên không tắt âm ly đi nhá. Đây, chỉnh bát chép này, bát này đó, và anh giảm lên từ bát đó, từ bát đấy giảm lên đó. Đấy, giảm vào đó. Đó, chép nhá. Đấy, tăng chép lên này. Đấy, tăng chép lên này. Đấy, giảm chép xuống này. Đây, cân bằng loa trái phải nhá. Volume đây, volume đó.
khi nghe nhạc có mức âm lượng nhỏ thì chúng ta sẽ bật lên. Còn đây em sẽ mở nó ra anh xem. Đây là cái lỗ thất của loại cho nhỏ âm lượng một chút nhá. Đây thì các bác và anh nhìn đây, đây cục biến thế của nó vẫn còn đẹp, tình trạng đẹp như này. Đấy. Đây, con sò đại đây, con sò đại STK đây, các bác nhìn này, STK 4151V. Đấy, sò đại của nó đây. Đấy, nói chung là toàn bộ zin đẹp cho bác, có giá chỉ 950.000 thôi là các bác có thể sở hữu được một chiếc âm ly bản nhạc zin nguyên bản như này nhá. 950.000 thì các bác và em nào yêu thích thì nhắn tin gọi điện ngay cho em, thì chắc chắn là con này thì em lên sóng thì là sẽ có các bác và anh em có đặt ngay. 0908722688 đây là số điện thoại của em, các bác và anh em nào mà yêu thích con âm ly Sony TA-AX220 này thì vui lòng nhắn tin gọi điện luôn cho em nhé. Giao hàng toàn quốc các bác và anh em yên tâm, giao hàng toàn quốc các bác ở bất cứ đâu tại Việt Nam thì bên em đều ship hàng tới. Hình thức thì các bác nhận hàng và thanh toán, thì tất nhiên là hàng này thì các bác phải đặt cọc cho em khoảng tầm 100-200 là được rồi, còn lại các bác nhận hàng thanh toán với nhân viên giao hàng.